Chào các bạn trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi viết một cái macro đầu tiên trong Excel sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA. Thì chúng ta có một cái đã mở được cái giao diện Microsoft Visual Basic uh, for Application giống bài trước mình đã hướng dẫn các bạn thì uh, để bắt đầu tạo một cái uh, macro, một cái lệnh đầu tiên cho Excel ấy, thì uh, các bạn nhìn lên bên phía bên trên này thì bạn kích vào nút này thì ở đây nó có ba lựa chọn uniform cái này là để các bạn có thể tạo form để người dùng có thể tương tác thứ hai là phần module thì uh, để các bạn có thể viết được các cái hàm các cái function cho cái uh, excel và thứ ba là tạo các, các class thì ở đây mình đầu tiên thì mình sẽ muốn sử dụng cái module này trước thì bạn có thể tạo ra bao nhiêu là cái module là tùy thích cái module này là nơi chứa các cái uh, hàm và các cái uh, thủ tục của các bạn để các bạn viết rồi chúng ta kích vào đây thì nó sẽ tạo ra một cái như thế này đó mình sẽ co nó lại như thế này. đó để chúng ta dễ nhìn rồi ok thì các bạn thấy là khi các bạn nhấn new ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái thư mục module ở bên ở bên dưới này và bên dưới này nó có một cái à, các bạn đã tạo ra ra tên là module một thì các bạn tạo bao nhiêu cái thì nó sẽ nằm ở trong này rồi mình sẽ bắt đầu một cái viết một cái đơn giản trước chúng ta sẽ sử dụng cú củ pháp có lệnh như sau sắp sau đó các bạn đến một cái tên à, ví dụ như này là first macro rồi các bạn ấn enter. Khi các bạn ấn enter ấy thì thằng uh, Excel VBA này nó sẽ tự hiểu là các bạn đang tạo một cái hàm uh, macro để cho Excel thì các bạn thấy là sắp và end sub này nó tự động nó sẽ chuyển sang màu xanh và các cái chữ này nó sẽ chuẩn hóa lại, ví dụ chữ S này viết hoa này. Đấy, sau đó thì các bạn thấy là nó sẽ có end sub để kết thúc một cái hàm. Đây, một cái thủ tục và bên đây là chính là cái tên mà các bạn gõ chính là tên của cái bác cô và đi kèm sau nó là dấu đóng mở ngoặc rồi ở đây mình sẽ enter cho nó một vài dấu cách ra để chúng ta dễ nhìn thì các bạn thấy là ở đây hiện tại nó đang là mình để như thế này để các bạn dễ quan sát này bạn bên này là Excel bên này là cái phần lập trình thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái đối tượng Ranger rồi sau đó mình sẽ bó nó trong một số ngoặc nháy như thế này và mình gõ a 1 nháy đóng ngoặc như thế này mình để nó sẽ bằng là uh, 10 ok sau khi các bạn đã uh, gõ xong như thế này thì các bạn thấy là đối tượng range này nó từ range này nó tự động làm đúng lại là range viết hoa nếu các bạn để range thường thì nó sẽ không hiểu thì sau khi các bạn gõ xong như ảnh câu lệnh này nghĩa là gì mình sẽ gắn cái ô cell a 1 này có giá trị là bằng 10. Bây giờ mình sẽ thử chạy. Các bạn kích vào một nội tên tam giác ở trên này các bạn chạy. Các bạn thấy là nó có giá trị bằng 10 ở đây. Rồi. À, bạn có thể tạo nhiều ví dụ từ A1 các bạn hai chấm đến ví dụ à, các bạn đến D5. Như thế này. Ok. Sau đó các bạn run. Đó thì nó cũng sẽ từ cái uh, Vùng chọn của các bạn là từ OA1 cho ông D5, nó sẽ gán hết giá trị là bằng 10. Đó là cách các bạn viết một cái uh, macro đầu tiên trong Excel, uh, rất là đơn giản như thế. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.